Vâng, rất vui lại gặp các bạn trong video clip lần này. Trong clip lần này, Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn lại tiếp tục đưa ra một số loại dàn nội địa Kenwood của Nhật Bản rất là đẹp. Tức là vì điều kiện tối hôm qua có nhiều bạn điện đến hỏi về hai bộ dàn Kenwood, một bộ là DG7 và một bộ là L722. Thì thực chất là đêm qua 1 giờ đêm hàng mới về đây. Nên bây giờ tôi cũng có thể làm vội clip này để test lên cho các bạn xem. Trước hết là tôi sẽ test bộ dàn DG7 cho các bạn xem. Đây là nguyên bản bộ dàn DG7. Đây được gọi là bộ dàn đại. Bộ dàn đại này gồm có 5 thớt riêng biệt như các bạn quan sát ở trên màn hình. Đây, thớt cuối cùng. Thớt cuối cùng là thớt quay băng. Thớt tiếp theo là thớt âm ly. Thớt tiếp theo nữa là thớt equalizer. Thớt tiếp theo là thớt đĩa CD. Và thớt trên cùng đây đang nhấp nháy vào số này, đây là thớt radio. Đây là 5 thớt riêng biệt này. Và hai cột loa. Thì loa này của dàn Kenwood G7 thì bạn nào cũng biết rồi, tức là loa của nó thì rất đẹp, không thể chê được rồi. Mỗi một cột thì gồm có 3 loa đây, 1 bát 20 này. Đây, và loa là có đường tỉa rẻ quạt đây này. Đấy. Đây là loa bát này. Trên là một loa chung này. Trên cùng là một loa tép này. Và đây chữ Kenwood để rõ ràng này. Tôi quay hơi tối các bạn cũng chú ý xem không. 3 loa. Tức là 2 cột, mỗi cột 3 loa. Đây là toàn bộ tổng thể hình thức của bộ dàn này. Đây là tổng thể hình thức bộ dàn này. Bộ dàn này còn cực kỳ là mới, tất cả các công năng đều chạy hết. Ví dụ như băng hoặc là đĩa đều chạy. Ví dụ như đây tôi đang nói về băng này. Đây là băng, tôi cho vào để các bạn test thử xem. Tức là băng vẫn chạy bình thường, đây là cửa băng này. Đoạn cho băng mà này. Và ấn play đâu. Đây. Thế là băng chạy, các bạn chỉ việc bấm sang cassette B này. Đây và di cho chiếc đáp lên là nói. Đấy, vì cái băng này chắc là nó cũng lâu ngày ở bãi bên bãi nó mất là nó cho nên không nói, nhưng hiện tượng quay băng vẫn quay này, tôi sẽ tốt lên này. Và tôi chuyển sang cửa 2 này. Cửa 1 tức là băng hoạt động tốt. Đấy, có tiếng băng. Nhưng tiếng băng rất khẽ. Như vậy là băng hoạt động tốt này. Băng đã radio cũng hoạt động tốt. Thớt radio này. Thớt radio này thì bây giờ thì nó hiện tại thì nó chưa có anten cho nên nó cũng chưa thể nói được. Bây giờ bạn chỉ phải ấn tuner này. Ấn tuner sau đó các bạn đưa chế đáp nó sẽ sôi. Nhưng mà với điều kiện cái băng là cái chạy radio này các bạn phải có cái anten cắm ở đằng sau. Tức là phải có một cái dây điện để đưa lên ngoài. Đây còn đĩa thì đang chạy đây các bạn đã biết rồi. Đây đĩa đang chạy này. Đấy, như vậy là tổng thể toàn bộ bộ dàn Pi, bộ dàn Kenwood GD7. AG7 xin lỗi các bạn. Đấy, vẫn rất mới các bạn này. Vì trong nhà nó tối cho nên cũng rất là khó phát điện. Thế bây giờ tôi sẽ quay chân lóc cho các bạn xem. Chưa hề sát sát này. Đây chân lóc này. 6 đít thì các bạn biết là 5 thước riêng biệt đây. Đấy, đây là đằng sau của bộ dàn này. Còn mới các bạn trong này. Đấy. Các đường tiếp âm, cái âm ly này thì thoải mái các đường tiếp để ra. Các bạn có nghe điện thoại rồi thì nghe qua book TV hoặc cắm TV để thoải mái đây. Rất nhiều đường jack này. Đấy. Tức là tôi sẽ nhìn chính xác đường jack nào để cho các bạn khi sử dụng vào âm ly này. Vào. Tôi sẽ nhìn chính xác cho các bạn để cắm đường nào là đường vào. Đường AUX. Tức là tối quá khó nhìn rõ. Đây các bạn. Đây nếu như các bạn nào về sử dụng thì sẽ cắm đường này. Đây đường ngoài cùng này. Đây. Đường này. Đây đường vào của này này. Đây đường quay băng này. Đủ các loại. Nó lắm lắm các bạn. AUX. Đây những cái đường này là để các bạn cắm. Cắm điện thoại này, hoặc là book TV này. Đấy. Thế còn từ đầu đĩa xuống đây. Từ đầu đĩa xuống thì cái bộ dàn này thì nó chạy hiện đại rồi. Đây là bộ cắp quang đưa xuống này.
đây là cáp quang này, đưa tín hiệu từ đầu đĩa xuống âm ly này, đưa xuống EQI này, sau đó EQI đưa lên âm ly này. Toàn bộ các thiết bị được cắm nối tiếp với nhau qua hệ thống cắm truyền điện này, chứ không phải cắm ra nhỏ. Đây, đây là 3-4-5 thớt thì người ta cũng cắm vào đây hết, và chỉ một giắc cái để đưa ra này. Đây là một bộ giắc cái để đưa ra ngoài điện này. Bộ này là cắm điện 110 các bạn, hàng xịn Nhật. Đây, tên của nó này, tên bộ Kenwood gì đây này, 7R này, 7R này. Nói chung là đồng bộ, tên đẹp, bộ dàn này còn mới. Như vậy là tôi đã quay xong cho các bạn xem qua về cái bộ dàn này, về chất lượng của nó để các bạn nắm được. Thế bây giờ tôi làm nhiệm vụ là test thử một bản nhạc vào cái bộ dàn này xem sao này. Này, cửa đĩa này, đây là dàn đĩa này. Thế sau đó các bạn cho đĩa vào này. Rất đẹp, bộ dàn quá bóng, mới. Đây, sau đó các bạn bấm play này chạy này. Vâng, như vậy là tôi đã test thử xong cho các bạn, cũng giới thiệu xong cho các bạn bộ dàn Kenwood AG7 DG7, xin lỗi các bạn, DG7. Còn tới 90% bộ dàn đại rất đẹp. Vâng, nếu bạn nào có nhu cầu thì sẽ gọi theo số điện thoại hiện trên màn hình.
Vâng, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau.